Xôn xao clip trên mạng rò rỉ clip ứng cử viên chức nghị viên của thành phố Westminster, ông Nam Quang Nguyễn có mặt tại Washington DC vào ngày bạo loạn Quốc hội Hoa Kỳ khi mà rất là nhiều thuyết âm mưu từ những người làm YouTube truyền thông cộng đồng hải ngoại tại Bosa như Chu Quốc Huy, Sơn Lê hay ở Houston, Texas, Huy Đức, Just Media Network, Nguyễn Tiến Dũng, Bé Tý, Nghị Vũ. Với những thuyết âm mưu, họ đã kích động cộng đồng đến với cuộc bạo loạn vào ngày sáng tại nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Mời các bạn xem clip. Cái đó trùm trùm lên trên mấy cái súng à. Alright. Ở nhà hả? Ở đây. Ở đây hả? Ok, yeah. Ok. Chứ đâu cục rau bôi hả? Của tụi mình đó chứ rau bôi. Hình được đấy men. Wow, bây giờ là 4.300. Cái đó trùm trùm lên trên mấy cái súng à. Alright. Ở nhà hả? Ở đây. Ở đây hả? Ok, yeah. Ok. Chứ đâu cục rau bôi hả? Của tụi mình đó chứ rau bôi. Hình được đấy men. Wow, bây giờ là 4.300. Cái đó trùm trùm lên trên mấy cái súng à. Alright. Chúng ta nghe rõ là ông Nam Quang Nguyễn và đồng bọn đã có mặt tại một khách sạn ở Washington DC trong ngày diễn ra sự bạo loạn vào tòa nhà Quốc hội, một nét ô nhục trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như những tên làm sai pháp luật đã đem những cái lá cờ vàng, lá cờ Cộng hòa vào tòa nhà Quốc hội. Đây là những hình ảnh mà lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được các cô chú đã hy sinh đấu tranh vì lý tưởng của họ. Và họ vẫn là một lá cờ đáng để trân trọng, họ đã đem vào tòa nhà Quốc hội và bị công chúng Hoa Kỳ, những người dân Hoa Kỳ cũng như những truyền thông Hoa Kỳ thời điểm đó sau buổi bạo loạn đã đưa liệt kê lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vào nằm trong những nhóm lá cờ của những nhóm khủng bố như nhóm KKK hoặc là những lá cờ biểu dương của phát xít Đức. Thậm chí bà Bi Nguyễn, sau khi trong cái buổi lễ nhậm chức dân biểu của tiểu bang Georgia, bà đã rất xấu hổ và phẫn nộ vì việc lá cờ Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện tại buổi bạo loạn ở Washington DC. Bà cô Bi Nguyễn đã chỉ mặc áo dài để thể hiện truyền thống là một người Việt Nam trong buổi nhậm chức của dân biểu đại tiểu bang Georgia vào ngày thứ ba 12 tháng 1 năm 2021. Cô chia sẻ trên trang Twitter của cô là khi thấy cái cờ Việt Nam Cộng Hòa được dâng trong cuộc nổi loạn ở thủ đô Washington DC, tôi cảm thấy phẫn nộ và rất xấu hổ vì những người đó không đại diện cho tiếng nói của tôi. Tôi quyết định mặc áo dài của người Việt Nam để tuyên thệ. Và gia đình cô Bi Nguyễn là một người Việt Nam tị nạn và cha cô là một sĩ quan Cộng Hòa từng ngồi tù 3 năm vì lý do chính trị. Như vậy chúng ta thấy
việc những người lợi dụng mang lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và nghe lời kích động của những truyền thông YouTuber tại Bosa đã làm cho lá cờ Việt Nam Cộng Hòa bị liệt kê vào những lá cờ mượn những nhóm thượng đẳng, da trắng hay là phát xít, rất là xấu hổ. Những bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, thế hệ của tiếp nối những người mà cha ông họ đã đấu tranh chứ lá cờ Việt Nam Hòa rất là xấu hổ cho việc này. Hiện nay trên trang web của FBI vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những đối tượng khả nghi đã kích động và trái phép tòa nhà Quốc hội, và tất cả mọi người công dân Hoa Kỳ có thể thông báo cho FBI nếu mọi người có bằng chứng khả nghi và phát hiện ra ai đó vào tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1. Đây là thông tin của FBI. Thì các bạn thông báo cho về việc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội là 1800-225-5224. Đây là những hình ảnh của những kẻ đã kích động và bạo loạn vào ngày diễn ra Quốc hội. Đây là một người gốc châu Á đang tìm kiếm, mà chúng ta có thể thấy có thể là đồng bọn của những người Việt Nam gốc Việt bị kích động và đi vào tòa nhà Quốc hội. Cũng có thể là những người nạn nhân bị kích động của những YouTuber như Just Media Network. Đây, mời mọi người nghe lại việc có mặt. Hôm nay Quang Nguyễn và đồng bọn đã ở nhà hả? Ở đây hả? Ok. Và có việc mang súng và mang đồ chơi. Đó là cuộc rau bôi hả? Chơi. Và khoe đồ chơi. Được ấy mấy anh. Và hỏi đặt ra là wow, bây giờ là Quang Nguyễn có mặt vào cái đón trùm ngày bạo loạn trùm lên trên mấy cây súng Quốc hội để làm gì? Có tham gia với cái người đối tượng bên cạnh ở nhà hả? Ở đây. Ở đây hả? Ok. Buổi bạo loạn hay không? Và ông cái là cuộc rau bôi hả? Đi vào tòa nhà Quốc hội hay không? Được đấy mấy anh. Xem clip này là có thể đặt ra. Wow, bây giờ là 4.300 đồng chúng ta cần nên biết. Cái đó trùm. Trùm lên trên mấy cái súng. À. Alright. Ở nhà hả? Ở đây. Ở đây hả? Ok. Yeah. Ok. Chứ đâu cục rau bôi hả? Tụi mình nó chứ rau bôi hả? Được đấy mấy anh. Wow, bây giờ là 4.300. Cái đó không chứ?